Thực ra là thịt cái này vẫn bị muối đốt thôi nhé, vẫn bị muối đốt này, vẫn bị giữ đốt luôn. Thịt cái này không ăn thua nhé, không ăn thua mọi người nhé. Thịt cũng vẫn bồ được, nó chỉ cần 5-10 phút là nó bay hơi là vẫn bị đốt nhé, không lưu hương được, không ăn thua nhé, phí tiền.